Rồi sáng chào Thái ơi, có đi đâu không? Rồi mà con biết kỳ chú Hưng thôi. Hôm nay con lại trao quà của cô Vicky và chú Hưng. Ngày trước con có đến trao hộp thuốc của cô Vicky và chú Hưng cho bà Chính. Rồi nay được tình thương của cô Vicky và chú Hưng ở bên Mỹ thương cho hoàn cảnh bà Chính, nên giờ con mới lại đây. Thì bà Chính đang ngủ, không biết làm sao, con chưa có kêu. Con Út chưa có kêu bà Chính dậy. Không biết bữa nay có còn bệnh không hay là sao, nó thấy nằm ngủ quá trời. Mẹ thờ nè, bà Chính thờ. Chồng bà Chính nè, con bà Chính. Sao mà bữa nay ngủ như là trời. Khi còn bệnh không, bữa nay ngủ quá, ngủ rồi. Đồ ăn thức uống là quý vị ơi. Con chưa có kêu bà Chính, con biết kê chú Hưng ơi. Con chưa có kêu bà Chính dậy, thấy ba nằm co go cúp gúp. Nằm co go cúp gúp quá, con biết kê chú Hưng ơi, quý vị ơi. Nằm co go cúp gúp. Rồi mà chín quá. Đồ đạc trong nhà là mấy cô mới về ơi. Chắc cái gì trên đó một đống luôn. Con nói chuyện gì mà bà Chính ba không hay luôn. Bà Chính ba ngủ ngon quá trời quý vị ơi. Bà Chính ba ngủ ngon quá. Con nói chuyện quá chừng mà bà Chính ba nghe. Không biết có nghe không mà ngủ. Bánh mì nào treo ở đây nữa nè. Cái bánh mì này cũng mấy ngày rồi treo kiểu này nè. Hai bếp dầu, bếp lửa. Ăn cơm nè, sao mà bỏ tô cơm ở đây vậy nè. Bữa nay làm sao? Sao ngủ nữa rồi, bà Chính ơi? Bữa nay trong người làm sao? Khỏe không? Ho vậy đó hả? Ho quá ho luôn hả? Bữa nay trong người bàn sao, có khỏe không? Có thấy bớt trong người, thấy có bớt không? Bớt hay là bệnh nặng? Bớt hả? Sốt rồi, đỡ sốt chưa? Đỡ rồi hả? Cái hũ thuốc bữa trước đó cô Vicky với chú Hưng cho bà Chính đó, giống như buổi sáng bà Chính uống viên đi, rồi chiều đi về uống viên vậy đó, thuốc cái đó đau nhức xương khớp đó. Bà Chính mở ra, bà Chính uống đó, rồi cô Vicky với chú Hưng thương bà Chính đó, thấy bà Chính bệnh ở nơi xa mà cô Vicky với chú Hưng vẫn
chia sẻ cái tình thương cho bà Chính. Rồi bà Chính có ngồi dậy nổi không hay là nằm? Ngồi dậy nổi không? Bữa nay có buôn bán gì không bà Chính? Hả? Không có bán hả? Ho sồn sột dữ dạ. Bớt chưa? Cô Vicky với chú Hưng kêu bà Chính có tiền, nói bà Chính đi mua thuốc uống khám bệnh gì nha. Nó cô Vicky ngày trước con có đem cái hũ thuốc viên xương khớp của cô Vicky với chú Hưng đó bà Chính. Dạ đưa cho bà Chính. Rồi cô Vicky chú Hưng thấy bà Chính bị bệnh vậy á, nên cô chú thương bà Chính lắm. Ở gì nè, ở trong nhà trọ, nhà thuê, nhà mướn, rồi chồng chết, con chết, sống đơn độc, đau thương. Nên cô chú thương bà Chính ngày hôm nay chia sẻ bà Chính món quà, đó chính là 300 ngàn nha bà Chính ơi. Tình thương của cô Vicky với chú Hưng á, giúp cho bà Chính có tiền mua thuốc uống đó. Bà Chính có lời gì bà Chính chia sẻ? Cô viết kỳ. Cô kỳ chứ không. 300 ngàn con cho con. Bệnh con thì con. Thân cô bé. Cảm ơn con. Như chú Hưng. Cảm ơn cô chú Hưng. Con không tiền thì con. Bệnh xấu hoài. Con kỳ lắm. Con. Bốn ngày nằm con. Dạ. Cô Vicky với chú Hưng cho bà Chính giúp cho bà Chính 300 ngàn này. Bà Chính mua thuốc uống khám bệnh, mua thuốc uống đi nha bà Chính. Chú Hưng, dạ. Cô Vicky, dạ. Cô Vicky, dạ. Chú gì vậy chú Hưng? Dạ. Muốn làm tốt rồi, cảm ơn. Cảm ơn chú. Khổ quá. Cảm ơn 300 ngàn, cảm ơn người đã mua thuốc uống. Ừ. Mẹ hết đi. Khang tiếng ho quá, khang tiếng luôn hả bà Chính? Khang tiếng. Dạ. Mua gì bà Chính mua gì? Mua tắc hả? Nó tắc cái này uống. Cô Vicky chú Hưng ơi, ngày hôm nay con Út đến trao 300 ngàn tiền của cô Vicky và chú Hưng thương tình, rồi giúp cho bà Chính có cái số tiền 300 ngàn này để mua thuốc uống, cảm tạ quà tình thương của cô Vicky và chú Hưng rất là nhiều. Cầu chúc cho cô Vicky và chú Hưng, cô với chú được nhiều bình an, nhiều sức khỏe, Phật trời gia hộ, chuyện lành đưa tới, điềm dữ đưa đi. Chúc cho vợ chồng của cô chú sở nguyện thì được tỳ tâm, sở cầu thì được như ý, đời đời sống an lành trong ánh sáng hào quang của mười phương chư Phật ở nơi xa, mà lúc nào trái tim, tấm lòng của vợ chồng cô chú cũng phát tâm từ bi hạnh, tâm từ bi tâm, để gieo hạt giống bồ đề của Đức Phật A-di-đà, trao yêu thương, chia sẻ cái cảnh đời khó khăn trong cuộc đời này, chia sẻ cái tình thương giúp cho bà Chính này đi bán vé số mỗi ngày, lay lắt qua ngày, ở nhà thuê, nhà trọ, nhà mướn như vậy. Chồng đã qua đời, con cũng đi xa, cuộc đời heo hắt, sầu bi ngắn lệ cam trường. Mà được tình thương của cô Vicky và chú Hưng chia sẻ, cảm thấy ấm áp tình yêu thương lắm. Ngàn lần chia ăn và cảm tạ tình thương của vợ chồng cô chú rất là nhiều, cô chú ơi. Đó. Thôi sao, nè con thấy cái tô cơm nè, rồi ăn sáng giờ ăn không được, sao bỏ vậy? Ăn không hết hả? Ăn không vô hay là sao? Nấu gì ăn chưa? Bà Chính có nấu gì ăn chưa? Yeah. Cô Kỳ với chú Hưng cũng có lòng cảm ơn. Em ra chạy mình chiều cũng là uống thuốc uống. Bệnh quá. Cảm ơn cô, chú Hưng. Như Kỳ vậy. Dạ. Yeah. Cảm ơn lòng cũng cảm ơn rất nhiều. Không có nói gì hơn. Dạ. Yeah. Cảm ơn. Rồi hiện tại bây giờ trong người bà Chính có mệt mỏi gì không? Có mỏi, buồn ngủ quá. Dạ. Yeah. Buồn ngủ quá hả? Bán được. Nguyên cả ngày nay cũng không có bán buôn gì hết hả? Có bán mà chả. Chả hả? Sao chả mệt quá. Nhiều có nổi chả. Dạ. Nhiều có nổi. Đi không nổi hả bà? Mình đi sợ té như vậy. Dạ.
Nhờ khổ chú cũng nhờ chú giúp đỡ, cũng nhờ chú với hai chồng chú Hưng. Chú cũng là cảm ơn, chính cảm ơn nhiều. Không nói gì hơn, có đồng vậy chính cảm ơn rất nhiều. Giờ cũng có nói gì hơn đó, con chồng chú Hưng, chú nữa. Xót xa và chạnh lòng quá cô chú ơi. Cảnh đời lá lai sầu bi nhắn lệ can trường. Có tiền rồi bà Chính mua thuốc uống nha bà Chính. Bà Chính mua thuốc uống vô đặng cho hết bệnh nha bà Chính. Nha. Đi ra tiệm thuốc á, rồi coi bác sĩ người ta khám á bà Chính, người ta đo huyết áp khám bệnh cho bà Chính á, đi ra cho người ta khám á. Bà Chính là tiệm thuốc á. Và nói khám bệnh luôn cho người ta đo huyết áp trong người bà Chính đâu gì đó. Cô Vicky với chú Hưng thấy bà Chính bệnh á, bữa đó cho bà Chính hủ thuốc. Rồi bởi vì thấy bà Chính bệnh này, nay cô Vicky chú Hưng giúp tiền cho bà Chính có tiền mua thuốc uống nữa, khám bệnh. Dạ. Dạ. Cái hũ thuốc đó nha bà Chính, giống như giấc sáng bà Chính ăn no, bà Chính uống viên đi. Còn đi bán tới trưa, trưa về hay là chiều tối đó bà Chính ngủ á, cái bà Chính lấy ra uống viên nữa. Ăn cơm no rồi uống cho bà Chính cho đỡ đau nhất. Dạ. Nói vậy. Nằm nhà cũng được. Dạ, sáng giờ nằm nhà không hả? Đâu, đâu giờ. Trong người là hiện tại bây giờ có mệt lắm không bà? Có mệt, nhưng mà nó còn sốt không? Vậy hả? Dạ, giống như đỡ rồi phải không? Đỡ giống mấy bữa bà Chính có thấy đỡ không? Đỡ. Đỡ hay dạ? Thôi, đỡ không có thuốc có nè. Dạ. Thuốc hơi không có gì cũng có. Dạ. Tại thuốc đã cho không đó. Dạ. Không có mua đâu. Bởi vì nãy con vô đó thấy bà Chính ngủ ngon quá chừng luôn đó. Ngủ ngon quá chừng luôn. Đâu biết nhau. Vậy thôi dạ. Rồi con mở vô coi con làm sao. Thấy nằm ngủ khò khò. Hôm nay cô Vicky với chú Hưng tặng bà Chính 300 ngàn. Bà Chính vui không? Vui. Điều tốt vui lắm. Bà Chính vui vẻ lắm, cảm ơn cô Kỳ với chú Hưng. Yeah. Bà Chính rất vui mừng, tôi mua thuốc uống giùm. Dạ. Yeah. Bà Chính vui lắm cô chú ơi. Nhờ chú với chú Hưng. Dạ. Yeah. Cuộc sống này bà Chính sống đơn độc một mình. Trong cuộc sống này bà Chính có tâm nguyện hay ước mơ điều gì trong cuộc sống không? Bà Chính ước cái gì? Nhưng ước nhiều. Nhưng ước có tiền uống thuốc thôi. Đều uống thuốc hết bệnh thôi, em ước vậy. Yeah. Ho quá bà Chính, ho quá cô chú ơi. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Đại từ Đại Bi Tát Đại Chứng Minh. Cảnh đời bà Chính xót xa chạnh lòng nhận được tình thương của cô Vicky và chú Hưng ở nơi xa. Dạ. Con chúc cho bà Chính khỏe, nhiều sức khỏe, khỏe lại nha bà Chính. Dạ, dạ. Còn con, nếu mà đủ duyên á, có những món quà tiếp theo, có được cô chú, mấy dì, mấy cô, đồ gì mà có tặng quà cho bà Chính nữa, con sẽ quay trở lại với bà Chính nha. Dạ. Dạ. Chúc bà Chính nhiều sức khỏe.